Nó học mấy cái này hả? Đi xuống đi chùa kêu mấy mấy thầy dạy, mấy ông thầy á, mấy ổng thật sự ổng không có dạy đâu, chỉ mà dạy hết nói mà dạy Phật tử cứ kêu cúng dường với ăn chay, nhưng mà mỗi buổi sáng mình đạt 1.000 con kiến hay là biết nhiêu con là tuần chưa dần đáng kịp chi mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộp như tư túc hạ tái cái hình nguyện như tức thời sanh tịnh độ án dịch đấy lục đi tới hai, giờ đấy lục đi tới hai, mà mình mà đọc một cái câu đó thôi là mình sẽ vô tình mình có đạt con là chết mình cũng không có bị tội, cái nghĩa là không có tạo nghiệp thì từ mỗi một ngày mình mới làm công đức được. Còn mình không đọc câu đó hả, mình làm một đống công đức cúng dường mà mình lỡ mình đạt một đống ngay cái ổ kiến làm sao? Một cái ổ kiến nó có 100 con và 100 mạng không phải thường đó, mà mấy ông có dồi dệ không, trong chùa có dạy không? Không có đúng không? Mà nếu mà cuốn kinh này bây giờ đi loan rộng toàn thế giới, quý vị có nghĩ bộ mấy ông này mấy ông không biết đọc hả? Cuốn kinh này của hội đồng chư Phật chấp nhận, mẹ đã approve, Phật Di Lạc, Phật Thích Ca đều tham mắt là ngón tay đi lên á là đọc được. Kiệt này không có làm cuốn kinh này, Kiệt chứ là người bỏ chữ vô. Hồi xưa cuốn kinh dày lắm.